Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Bao giờ cũng thấy ấy, qua một tuần là chúng ta cảm thấy vô cùng hồi hộp. Và đến giờ phút này chúng ta lại được theo dõi chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Vâng, ở tập trước chúng ta đã đón chờ một nhân vật mới với hai tên. Tên ban đầu là Rụng, nhưng mà không hợp lắm. Các bạn đã trên hành trình đã quyết định đổi tên cho bạn ấy trở thành bạn Cò. Đấy, thì bạn Cò đã có những cái dấu hiệu rằng là thích bạn chim sẻ. Đồng thời chúng ta cũng thấy bạn Cò đang chứng tỏ mình là một người rất là tự tin, sáng tạo, mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Một tuần đã trôi qua và chúng ta lại có mặt ở đây. Bên cạnh tôi đó vẫn là Thùy Trang, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Và Thiên Vương, một chàng trai vô cùng đẹp dài. Các bạn cứ vỗ tay tiếp tục đi. Và bây giờ vỗ tay to nữa để chúng ta đến với Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim nào, xin mời. Giọt nắng rơi trên môi em, cho lòng anh luôn khát khao với một ngày mai mình cùng chung bước đi đến nơi thiên đường. Ở nơi đó có đôi mình thôi, và ở nơi đó chỉ có tình yêu đôi ta. Anh yêu em trọn đời, anh mong có em người ơi. Sáng hôm nay, các thành viên của Xe Hồng sẽ cùng hòa mình vào không khí nô nức của lễ hội KT. Lễ hội KT của người Chăm diễn ra trong 3 ngày trên một khoảng không gian rộng lớn. Đây là một lễ hội dân gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa của cộng đồng người Chăm. Lễ hội không chỉ gắn liền với đền tháp cổ kính, nơi lưu giữ những giá trị kỹ thuật và mỹ thuật cao nhất của nền văn hóa Chăm, mà còn gắn tới lĩnh vực khác của văn hóa. Đồ cúng tế, y phục, nhạc cụ, những bài thánh ca, ca ngợi các vị vua hiền có công với nước với dân. Lễ hội còn là dịp để những người tham dự được thưởng thức một nền nghệ thuật ca múa nhạc dân gian với phong cách độc đáo. Trong dịp này, giới phóng viên báo đài từ khắp nơi đổ về đưa tin và quay những thước phim tư liệu đầy màu sắc về văn hóa của đồng bào Chăm. Và vô tình, cô bé dâu của hành trình lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều phóng viên. Trong không khí lễ hội náo nhiệt, bỗng nhiên 7 thành viên có một cuộc họp bất thường, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mình đang có một vài cái trục trặc trong nhóm máy bay muốn triệu tập cuộc họp này. Để điều đầu tiên là muốn làm sao giải quyết các cái trục trặc đó càng sớm càng tốt, để làm sao 7 thành viên chúng ta trong nhóm vẫn luôn luôn là những người anh em với nhau. Em đang muốn nghe tất cả những mọi người nói lúc mà em không có mặt. Em muốn nghe lại để em biết được là vấn đề như thế nào. Anh là anh của em rất là tôn trọng anh, nhưng mà không có nghĩa là những cái trò chơi của anh này nọ đồ của anh không để ý đến em, mà anh dùng em làm màn đạp cho là hút tiêu khiển cho trò chơi của anh hiểu không? Anh cũng biết, anh cũng nhận được, ai cũng đã nhìn thấy cái chuyện đó. Sức người có hạn thôi, lúc nào đâu phải là cũng phải có thể vui vẻ được đâu anh. Con người ta cũng có lòng tự ái chứ. Anh vẫn chưa hiểu rõ lắm, em có thể nói rõ hơn. Anh chưa hiểu rõ hả? Không, sợ anh vẫn chưa hiểu rõ thì. Có thể đây chính là lý do khiến Gà Điện bức xúc đến như thế. Gà Điện ơi, Gà Điện. Chị buồn đắc nghe. Đắc nghe mà anh đánh nó rồi. Gà Điện, anh đã nói rồi, đội nào có người. Anh nói thẳng luôn là không phải là vô tình nói sốc như giỡn, nói giỡn sốc nữa. Nói để mà cho em chậm lại á. Xin lỗi thì anh sẽ không xin lỗi. Khi anh về nhất, anh về nhì, tôi vẫn vui cho anh. Nhưng mà không có nghĩa là khi anh nhất rồi anh qua, anh nói ơi Gà Điện này nọ, Gà Điện kia này nọ. Tôi đã phải là chờ thực hiện cho anh lúc mà anh nhất rồi, anh có quyền nhất. Ra mà nói trong 6 thành viên thì Ngựa Vàng là người mà quản trò cũng như là người bày ra các trò chơi. Và trong đầu Ngựa Vàng không bao giờ nghĩ rằng là tôi bày ra trò chơi đó để tôi giành chiến thắng, tôi bày ra trò chơi đó để mà tôi chà đạp ai đó, hay là tôi bày ra trò chơi đó để mà tôi hạ nhục thằng em của tôi. Và chưa bao giờ Ngựa Vàng nghĩ rằng Ngựa Vàng làm bất kỳ hành động nào để cho em của Ngựa Vàng buồn. Thật sự Ngựa Vàng nói là nếu nói ai là người Ngựa Vàng thân nhất thì Gà Điện. Gà Điện nó muốn thằng em mà. Mà thật sự là người bạn rất là quan tâm, rất là lo. Nhưng mà một khi mà Gà Điện có những bức xúc cũng như là có những cái cách mà nghĩ khác về người bạn, thì cách mà Gà Điện thể hiện đó là mày chẳng là cái gì cả, đâu trong mắt tao mày không là cái gì cả. Đó là cách anh nghĩ.
Vấn đề chỗ em thể hiện những ngày qua cũng vậy gà điện à. Thế mà em mà không có bức xúc gì với anh thì anh em rất là vui vẻ. Anh em có thể là hơn cả tình anh em bên ngoài. Tới bây giờ vẫn là như vậy, nhưng một người đã tôn trọng người anh của mình, nhưng mà khi mà bao nhiêu hoạt động người anh mình quay qua để mà hạ hấp mình á, thì đó là một cái cách nghĩ khác. Nhưng mà anh vẫn là người anh của em, trong lòng em nói như đinh đóng cột là vẫn là như vậy. Em đóng góp đây không phải là em sỉ nhục cho em sỉ nhục anh hay gì hết, em đóng góp đây cho anh hiểu. Ví dụ như em sai gì anh sửa em. Sau khi mà gặp ba cô gái và tìm và cũng có đặt vấn đề, thì người bạn chỉ xem tất cả là người em, tất cả là những người mà người bạn trên hành trình. Nhưng mà thật sự điều mà người bạn nhận lại đó là cái thái độ của Rom. Mỗi lần mà không chấp nhận được những trò giỡn, những trò để mà làm cho mọi người cười. Thật sự một điều mà có thể mọi người dễ dàng thấy, một ngày nào đó mà ngựa vàng ngồi im thì đồng nghĩa với việc là hành trình và cái chiếc xe hồng này nó cũng im lặng như vậy. Hôm nay là ngày mà ngựa vàng sẽ nói lời xin lỗi đến tất cả mọi người, và ngựa vàng sẽ hứa trước ống kính từ nay về sau, nếu mà ngựa vàng còn nói bất kỳ điều gì mà làm ai đó tổn thương hay ai đó đâu nữa, thì ngựa vàng sẽ là người rời khỏi hành trình. Nếu mà em là anh nói thẳng luôn là dùng từ ghét đi, là trong mắt em á là trong mắt Ròm á là Ròm ghét Ngựa Vàng. Dâu thì là cái người đứng ở giữa hai người, dâu cũng luôn cố gắng để mà Ròm hiểu anh Ngựa Vàng hơn và anh Ngựa Vàng hiểu Ròm hơn. Thì dâu cũng hy vọng là sau cái buổi nói chuyện này thì hai anh em có thể thoải mái, tự nhiên và vô tư với nhau hơn. Mình đã lên đây rồi, bảy người rồi, là mình ngang bằng với nhau rồi, mở cái to mình ra đi. Đừng để cái to mình lớn quá, mở cái to mình ra đi, sống hợp với bản thân mình đi, rồi là mình hẹn. Mình hiểu được nhau là không có gì xảy ra. Ý em là vậy. Câu góp ý của gà điện khá sâu. Theo anh thì là khá sâu. Ròm và Ngựa Vằn và tất cả chúng ta luôn, chứ không phải là chỉ hai người, cần phải suy nghĩ thật sâu về cái điều mà gà điện vừa nói. Rồi, hàng đầu đứng lên quay lại đây. Nhớ Ròm. Đứng lên. Ôi trời ơi. Qua hôm nay, bỏ qua hết. Các bạn nhớ nhá. Dạ, bây giờ chúng ta còn tiếp đón một thành viên mới nữa. Rồi. Anh em mình là một gia đình. Bỏ qua hết. Bỏ qua hết. Bỏ qua hết. Qua. Bỏ qua hết. 1, 2, 3. Chúng ta là một gia đình. Em thấy rõ cái sự đoàn kết và em thích cái sự cái cách giải quyết vấn đề như thế này. Hai bạn đã cởi mở với nhau, đã cởi những cái khúc mắc và không ghim trong lòng tất cả những cái chuyện gì xảy ra. Còn Trang thì sao? Em thấy bạn gà điện rất là trẻ con và có tính thắng thua trong những trò chơi. Tất nhiên là những cái trò chơi mà mình thắng thì mình sẽ vui hơn, nhưng mà khi mà anh đang thua rồi mà bị một người khác trêu một vài câu chỉ là đùa thôi, nhưng mà vẫn chạm đến một cái sự tự ái của bạn, nên là bạn bức xúc lên và bạn nói rất là quyết liệt. Trò chơi bày ra chỉ để cho vui thôi, chứ không có ý là để làm tổn thương ai cả. Cái khóc này của Ngựa Vằn chúng ta không thấy bạn ấy yếu đuối đúng không? Bởi vì bạn ấy đang bị đúng mà bị bức xúc trong người. Lúc đó bạn ấy cũng không kiểm soát nổi tình cảm, dẫn đến mà chảy nước mắt và khóc thôi. Từ gà điện với Ngựa Vằn lại chuyển hẳn sang Ngựa Vằn với bé Ròm. Các bạn thấy câu chuyện không? Khi chúng ta băn khoăn điều gì, chúng ta còn thắc mắc điều gì thì nên chia sẻ với nhau để tìm được tiếng nói chung. Và như vậy chuyến hành trình của chúng ta nó mới trọn vẹn về ý nghĩa. Và chúng ta đang thấy một hình ảnh rất đẹp. Chúng ta là một gia đình, ai cũng mong muốn như vậy. Và cái gia đình trên chuyến xe hồng này chắc chắn sẽ còn xảy ra nhiều chuyện nữa. Bởi vì các bạn vẫn đang trẻ, các bạn vẫn đang đi tìm một nửa của mình. Các bạn ấy vẫn đang muốn kết nối những trái tim. Dạ, con cảm ơn chú nhiều ạ. Thì không gì hơn, thì người ta nói là họp mặt cũng có lúc tạm biệt chia tay nhau. Thôi bây giờ chú chúc mấy con thượng lộ bình an và hoàn thành theo kế hoạch đã định. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú đã khen nhiều. Lấy bàn tay chú ạ. Rời khỏi làng gốm Bầu Trúc, chiếc xe hồng đưa 7 thành viên về lại thành phố Phan Thiết. Chiều hôm đó, bỗng nhiên Cò lại hẹn với dâu. Mình chăm ba, ba anh ngồi nào cũng có, cảm ơn ba anh nè. Nghĩ là em sẽ giữ cái cảm xúc đó cho mình, tại vì thời điểm bây giờ thì nó cũng khó nói lên điều gì lắm. Tại vì để mà em thì tính của em không có muốn tổn thương ai hết. Thì
Cho đến thời điểm bây giờ thì em cảm thấy rất là vui khi mà em không có làm cái việc đó. Em thấy bốn chàng trai thì thật sự mà nói là chỉ có một anh máy bay là lớn tuổi hơn. Còn ba chàng trai còn lại là có anh Ngụ Vằng thì em hay nói chuyện nhiều nhất về cả công việc với lại là về những cái gì sâu kín thì chắc là không. Nhưng mà anh thì mới lên hành trình thì chắc chắn là sẽ rất là khó mà hiểu được em. Lúc đầu lên hành trình thì nói chuyện với chia sẻ nhiều á. Còn em thì đó hơn. Thì chắc là em chắc là thuộc cái mẫu người mà anh không có thích. Và bốn chàng trai kia cũng không thích, ba chàng trai còn lại cũng không thích. Thì sao nghĩ ba chàng trai là cũng còn lại cũng không thích? Không, em cảm nhận vậy thôi. Từ đầu hành trình đến bây giờ. Tại nhiều lúc á, nhiều lúc nó thấy nó giả. Nó giả, nó không thật. Thành ra người ta không có tin tưởng là nói chuyện. Anh cảm nhận vậy. Còn mất lòng thì chịu. Nói chung thì anh nghĩ sao thì em ghi nhận cái việc đó thôi. Còn cái việc giả hay thật thì thời gian nó sẽ trả lời và cái con người nó sẽ nói lên cái việc đó. Cái việc mà đánh giá một con người qua cái vẻ bề ngoài á cũng đúng, nó cũng ảnh hưởng lắm. Trong ba con gái thì để mà anh tự nguyện hẹn hò thì anh sẽ hẹn cô nào? Tự nguyện hò chứ anh hẹn chim sẻ. Tại sao? Tại sao? Thì nói chuyện hợp với lại thấy chia sẻ được thắng thật. Có gì nó lấy. Trong mắt 6 thành viên thì chim sẻ là một người rất rất tốt, sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người. Em rất quý tính đó của chim sẻ. Mỗi chim sẻ cũng nói là mấy bạn trai biết chim sẻ có tình cảm với máy bay và kể cả anh cũng biết. Em khá là bất ngờ. Nói chung thì bây giờ chim sẻ đã chuyển hướng hoàn toàn sang một người khác. Và cô ấy cảm nhận là người ấy rất là hợp với cô ấy. Về rất là nhiều thứ. Và có một cái đức tính rất là tốt, giống như anh muối tôm. Nhưng mà được hơn anh muối tôm rất là nhiều. Tại sao lại hẹn em? Đôi khi hẹn chứ để hẹn thôi, chẳng có lý do gì đâu. Thì anh có nói với em rồi, chim sẻ là đứa em mà anh xem. Thì còn em thì là người mà anh cảm thấy thoải mái nhất khi nói chuyện. Trong ba chàng trai thì cảm xúc em hiện tại như thế nào? Trong em còn thời gian. Và em rất là vui hiện tại bây giờ là cả ba người thì ai cũng có những... Quý em đúng không? Không, cũng có những cái khung trời cho em có thể chia sẻ được. Trong ba người thì anh đánh giá em là người sâu sắc nhất. Và anh nói luôn hôm nay thì sẽ có, từ đây về sau thì sẽ có một sự thay đổi nhỏ nhỏ thì em sẽ chờ và sự quan tâm của anh đặc biệt sẽ dần chuyển hướng, cứ chờ sự chuyển hướng như thế nào thôi. Em phải là cô gái mới. Tối hôm đó bốn chàng trai đã lập ra một kế hoạch bí mật để thắt chặt thêm tình đoàn kết của cả nhóm. Bây giờ nhá, kế hoạch của em nhá là em sẽ tìm cách đưa các bạn gái đi vòng rồi do nó về đây rồi thì khi các bạn gái xuống xe là em bịt mắt các bạn gái. Không có, em là người bị bắt các bạn gái khi ở trên xe luôn và cho các bạn gái chở đi vòng. Rồi thì khi các bạn gái xuống xe. Sau khi bạn gái xuống xe thì anh ở trong ekip sẽ điện cho anh giáo và anh giáo ok thì sẽ có hai bạn nam trong này sẽ ra và dẫn các bạn nữ đi vào trong tư thế bịt mắt. Đi vào trong tư thế bịt mắt. Rồi được chưa? Ok chưa? Tiếp. Rồi xong rồi, hết rồi. Sau đó ai sẽ làm người để hướng dẫn các bạn gái mở clip và nhặt hình TV. Thì vô trong đó thì có thể là đó đấy, bây giờ em bị tắc chỗ đó rồi đúng không? Em không nói được chỗ đó là em sẽ bị trục trặc, mà trục trặc kế hoạch diễn ra đến đúng rồi đấy, một cái mà nó trục trặc thì làm sao? Đấy là lý do anh muốn em nói ra hết toàn bộ để mình làm sao kế hoạch của mình chạy một cái là mình chạy luôn. Kế hoạch bắt đầu. Đầu tiên, nhiệm vụ của Ngựa Văn là phải dẫn ba cô gái rời khỏi khách sạn để ba chàng trai sắp xếp hiện trường. Có anh để lửa để anh. Ai yêu mà lúng đồng tiền. Ba yêu bơ mất siêu hiền. Thôi tôi nhắm mắt rồi làm sao bây giờ tôi... Khi các cô gái quay lại thì không được cô bạn ơi. Rồi xin mời tiếp tục. Mời rồng. Thôi là em tuyệt đối sẽ phục em hả? Anh đã phục em nha, đẹp rồi. Em... Không, em đi bộ. Ai vậy?
tiên trốn hết rồi không? Đi đâu lên không vậy? Vô trong cái phòng nào. Từ từ mở khăn ra và nhìn xuống trước mặt của mình, làm theo hướng dẫn được chưa? Dạ. Bắt đầu đếm 10 9 8 7 6 5 đây mà tôi nghiêm nhanh lên, 1 mở ra. Mở ra chưa? Rồi. Dễ thương quá. Bây giờ sao mặt mã đúng không? Trước mặt các bạn có 3 tờ giấy để đón nhận món quà thuộc về mình. Dâu nè. Cái này là... Cái gì? Tôi mà vậy? Đâu? Không. Trời ơi, tôi đẹp gì mà mấy người dám làm tôi vậy hả? Rồi, và đây là clip mà các bạn trai làm cho mình. Thì hôm nay phòng nam có một điều bất ngờ dành cho các bạn nữ. Đối với anh thì đây là 3 người mà làm cho anh có nhiều cảm xúc cũng như là nhiều điều mà phải suy nghĩ nhất. Đối với cọ thì rồm rất là hậu báo. Thứ hai là để về với chim sẻ. Chim sẻ ra chương trình thì anh cọ nói gì với chim sẻ nhiều nhất? Cả nói thì phải ấn tượng với chim sẻ nhiều nhất, tại vì nói chuyện với chim sẻ nhiều nhất. Cả thấy dâu cũng là một người khá dịu dàng và đảm đang nữa. Hy vọng là sau này là trình thì dâu sẽ tiếp tục có khôn thiện mình hơn, dịu hiền hơn và được tính hơn. Hết rồi. Cảm ơn các bà. Yo, what's up lady? My name is Liu Shady. Và đây là Gia Lan. Anh rất thích lang thang. Tuy anh hơi sỗ sàng nhưng mà thật ra anh là một anh chàng tốt bụng. Oh yeah. Yeah. Các bạn hãy đi tới phía trước xích đu. Anh chỉ cho bạn phía trước xích đu. Ở phía kia à, ở đó có một cái hộp. Ra đó lấy hộp về đây. Vinh dự cầm chiếc thùng này. 2, 3 chúng tôi đã sẵn sàng. Một yêu em biết nhiều điều, hai yêu má lúng đồng tiền, ba yêu đôi mắt siêu hiền, bốn yêu nụ cười dễ thương. Em ơi đừng giận anh nhé, anh đâu làm gì có lỗi, đôi khi mình hay giận dỗi, chớ buồn anh nha. Rất là cảm ơn các bạn trai và chắc có lẽ là do em quá chi tiết nên cái điều bất ngờ này khiến em không quá là, nhưng mà thật sự trong trái tim em rất là xúc động, rất là xúc động. Cảm ơn các bạn. Và chúng ta sẽ sử dụng bất ngờ thứ 3. Đồ ăn phải không? Hãy lấy nước đi. Ngon quá hả? Thứ nhất là ngày hôm nay chúng ta lên để chúc mừng điều thứ nhất là nhóm 7 thành viên chúng ta. Các thành viên mới. Bên ta cũng thành viên mới. Và cái sự gắn kết giữa 7 người chúng ta nó đã bước sang một cái bước ngoặt nữa. 2 hoặc 3 ngày vừa qua, còn tất cả các bạn đều cảm nhận được là tất cả chúng ta đều có những cái cảm nhận với nhau sự khác, sự rõ rệt. Đấy là cái điều chúng ta nên chúc mừng.
điều thứ hai là chúng ta chúc mừng vì là ngày hôm nay các bạn trai đã khá là thành công. 1, 2, 3, vô. Không hiểu được cái từ hôm nay nữa mà. Tình cảm sẽ đi vào bế tắc. Thiên Vương thấy thế nào? Em rất là khâm phục Ngựa Vàng. Ngay thời điểm này thì mới thấy là Ngựa Vàng là một người có thể nói là rất là nhiều chiêu trò để mà làm thay đổi tất cả những cái tình hình trong trong bảy thành viên. Qua đây chúng ta cũng đã thấy là các bạn đã có biết cách để mà từ từ hàn gắn được những cái khúc mắc lúc trước và làm cho khoảng cách của mình càng ngày càng gần hơn. Dù các bạn tổ chức sự kiện gì đi chăng nữa thì kết thúc cũng nên bằng ăn uống nó mới trọn vẹn. Đấy, đấy là cái luận của tôi. Đấy, nếu không mà chỉ có mỗi thế thôi, nếu mỗi thế thôi. Cho nên là khi mà bạn dâu bạn bảo em là người chi tiết, cho nên là cái này em cũng không có gì là ngỡ ngàng, nhưng sâu thẳm trái tim em thật rất là xúc động. Còn các bạn khác không nói gì, nhưng mà đến khi mà con quà nữa đây này mở ra có đồ ăn uống và tất cả rú lên. Trời ơi ngon quá. Rồi thì cầm các thứ đấy, đại ý nó là như vậy. Chào bạn mà đợi nãy giờ. Dạ mẹ. Nam bị bệnh. Thuốc lắm lấy thuốc chồng. Tối rồi mới uống sao? Có cho anh cò tôi uống chưa? Còn vô hỏi cò. Thích cò hả? Không. Thôi anh nói. Tại anh mới lên. Anh cò của tôi uống chứ. Thì thích cò thì hiểu nói với cò gì đâu trời. Thì anh mới lên. Ủa mới lên là vậy hả? Nâng niu ảnh tí cho anh đỡ bị lẹt lỏng. Giờ gọi điện thoại thẳng thì trong mấy bạn nam mà làm để ý ai? Bây giờ thì chưa có tình cảm gì. Đúng rồi. Sao nặng ra ai hết. Bởi vậy cho nên thì cái chuyện thời gian này nó cũng còn quá ngắn để mình xác định mấy cái chuyện đó. Cho nên cái kiểu gọi điện nó hẳn ra là điện không có theo kiểu lan man nữa rồi. Là sao? Nói vậy không? Là sao? Không hiểu hả? Không hiểu được cái từ lan man nữa rồi. Là lúc thì chứng tỏ cho người ta thấy là tôi muốn tìm hiểu bạn, nhưng mà lúc thì cũng làm y chang vậy với người khác, hoặc là lúc thì rom vậy hả? Không, cái đó là rom tự nghĩ đi thôi. Không hiểu ý người điện thoại là vì từ trước trò trên hành trình thì vẫn chưa từng tỏ ra là người là tôi muốn tìm hiểu bạn với người này, xong rồi là qua tôi muốn tìm hiểu bạn này với người kia. Nói chung là giờ thôi, nói về mình nói gắn gọn thôi. Rồi chưa muốn tìm hiểu ai, hoặc là rồi chưa để ý ai, đúng không? Xong. Cuộc nói chuyện tưởng như rất bình thường đã làm dấy lên trong gà điện một băn khoăn nhỏ. Tôi và Rom, hai người đã nói chuyện với nhau bình thường trở lại. Và Rom cũng đã nói với tôi rằng chưa để ý tới ai trong hành trình. Nhưng tôi cảm nhận rằng không phải như vậy. Tôi thấy bé Rom và gà điện nếu cứ cách nói chuyện như thế này thì tình cảm sẽ đi vào bế tắc. Đúng. Gà điện hãy cố gắng lên để tiếp cận Rom làm sao cho nó mịn màng nhất. Và Rom, nếu như hai bạn bằng tuổi thì phụ nữ luôn luôn trong cái giai đoạn này, ở cái tuổi sắp trưởng thành này thì các bạn ấy sẽ già dặn hơn. Bé Rom hãy mạnh mẽ hơn một chút để tạo điều kiện cho gà điện. Thưa quý vị và tất cả các bạn, hành trình kết nối những trái tim, hành trình của tuổi trẻ, hành trình của những trái tim. Ở phần sau chúng ta sẽ được đón xem những chi tiết có thể nói là cực kỳ thú vị. Còn bây giờ là lúc chúng ta nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Cò vẫn đang tìm hiểu chim sẻ, trong khi máy bay và ngựa vằn vẫn chưa có diễn biến gì mới. Chuyện của cặp đôi gà điện và Rom sau nhiều ngày im lặng đã có chuyển biến mới. Chuyến xe hồng sẽ lại đưa các bạn trẻ đến với những trải nghiệm mới lạ, với những vùng đất mới. Câu chuyện tình cảm của hành trình sẽ còn nhiều diễn biến. Tất cả sẽ có trong tập 276. Mời các bạn đón xem.